Cái này ok chưa? Giành 5 chiến thắng ở 7 trận đấu gần nhất, đội tuyển Đan Mạch đã sẵn sàng cạnh tranh một tấm vé đi tiếp tại bảng D. Từng 5 lần dự vòng chung kết World Cup nhưng chưa một lần vượt qua vòng bảng. Đội tuyển Tunisia quyết tâm tạo nên sự thay đổi. Kính mời quý vị khán giả đón xem trận đấu khai màn bảng D vòng chung kết World Cup 2022. Đội tuyển Đan Mạch, đội tuyển Tunisia trực tiếp lúc 20 giờ ngày 22 tháng 11 trên kênh VTV2 và VTV Cần Thơ. Ui, thấy hết cả chân. Em có ngồi phát chân không? Đón quân cấp lớn, đổi TV Casper to với âm thanh Dolby Digital Plus chân thực, màn hình trang viên cùng hình ảnh chất lượng 4K sống động để nhà mình thành tấm điểm mọi cuộc vui. Mua Casper cào trúng ngay For 33 thế hệ mới và 2000 giải thưởng trị giá hàng tỷ đồng.